VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Trời đất ơi, giữa một trường thông tin như thế này, biết mua cái loa karaoke nào cho ba má đây? Cái nào cũng tốt, cũng đẹp hết, biết chọn cái nào bây giờ ta? Nè, gì mà đứng thở dài cả một dòng sông vậy hả? Thì tôi đang suy nghĩ là không biết nên mua cái loa karaoke nào cho ba má nữa. Càng thêm xem thông tin trên mạng á, càng xem lại là càng rối. Trời ơi, tưởng chuyện gì nghiêm trọng, nhưng chuyện đó cộng con bỏ qua, không có vấn đề gì cả. Cứ chia sẻ với tôi, đấy, chuyên gia về các dạng karaoke, tôi sẽ chỉ cho ông những cái loại nào phù hợp nhất ha. Hay vậy, tôi sẽ giới thiệu cho ông top 3 dòng karaoke được bán chạy nhất hiện nay. Nhưng mà không biết là ông bạn thân tôi hiện tại có bao nhiêu lúa ha? Khoảng dưới 15 triệu. Ok, dưới 15 triệu. Vậy thì đã sẵn sàng để chúng ta cùng tìm hiểu 3 dòng karaoke mà tôi sắp sửa giới thiệu đây chưa nào? Ok. Đầu tiên là loa BKKF12. Đây là dòng loa của Mỹ. Vỏ loa được làm bằng ván ép. Trên bề mặt có full lớp nhựa nhìn rất đẹp và sang. Màn lưới loa có đường kính lớn, hỗ trợ loại bỏ tạp âm, giúp lúc hát có cảm giác nhẹ hơn, rất thích hợp cho người lớn trong nhà. Loại loa này cho bass dày, nó dễ hiểu đó là nghe rõ và âm chính xác. Chiếc loa còn được trang bị sẵn mạch bảo vệ chống đứt Triple. Nói chung là có thể hát 24/24 không sợ cháy nổ. Thứ hai là chiếc loa Boss 301 Series V. Chiếc loa này cũng được thiết kế tại Mỹ, đảm bảo hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Với độ nhạy là 100 dB, chiếc loa này có khả năng thể hiện âm thanh ở tần số cao mà không bị rè hoặc méo tiếng, cho tiếng bass chắc và mạnh. Chiếc loa này hỗ trợ karaoke vô cùng tốt, hát có cảm giác nhẹ nhàng. Về hình thức, chiếc loa này cũng được thiết kế rất sang trọng và đẹp mắt. Cuối cùng là loa BMB CSN500. Về thiết kế, công 3D rất cao cấp, mang lại sự sang trọng và đẳng cấp. Chiếc loa này đến từ Nhật Bản với chất lượng âm thanh tuyệt hảo, nghe không bị chói tai, cũng không dính tạp âm. Đây là một trong những loại loa được các quán karaoke sử dụng nhiều nhất. Dùng chiếc loa BMB CSN500 sẽ cho giọng hát trong và sáng vô cùng tuyệt vời. Wow, sau khi mà nghe ông giới thiệu 3 cái loa xong á, thì tôi muốn mua hết 3 cái loa luôn. Nhưng mà nãy giờ tôi không biết giá cả như thế nào ông ha. Giá của 3 loại loa này thì cũng vô cùng hợp lý thôi. Với mức giá ông đã đưa ra đó là 15 triệu trên dưới nhiêu đó thôi đúng không? Thì giá của 3 loại loa này lần lượt như sau. Đấy, cả 3 dòng sản phẩm đều có giá thành về dưới 15 triệu đồng, cho nên là Luân cũng chắc nhẹ đầu hơn khi mà suy nghĩ xem sẽ mua loại nào đúng không? Thật sự thì tôi đang rất là khó để chọn lựa. Tại vì bây giờ tôi muốn gọi điện thoại về cho ba má để xem là mọi người muốn mua cái loa nào. Đây, vậy thì Hoài anh ơi, nếu mà chúng ta mua được loa chất lượng thì chúng ta nên đến đâu hả? Nếu như mà Luân hay là quý vị muốn mua những dòng loa chất lượng như ở trên chúng ta đã giới thiệu thì xin mời quý vị ghé ngay đến showroom gần nhất của Video Shop. Chúng tôi sẽ cung cấp những thiết bị vô cùng hoàn hảo đến cho quý vị. Ngoài ra, khi mà chúng ta có những thắc mắc, xin đừng ngần ngại mà hãy gọi ngay về số hotline 0902 799 186 sẽ có những chuyên viên tư vấn cho quý vị. Và bây giờ, Hoàng Anh, Vũ Luân xin chào và hẹn gặp lại.